Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Thị Ngọc Dung, tư vấn nghiệp vụ dự án ERP của EVN ICT. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn về mảng nghiệp vụ chi tiền có theo dõi công nợ của phân hệ quản lý tiền. Nội dung bài giảng bao gồm: 1. Là cách tạo chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ. 2. Là cách sửa, xóa, hủy chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ. Chi tiền có theo dõi công nợ phải trả là các khoản thanh toán phải trả cho người bán vật tư hàng hóa, phải trả thuế và các khoản phải nộp nhà nước, phải trả người lao động, phải trả nợ vay, phải trả phải nộp khác, phải trả trái phiếu phát hành, nhận quý quỹ quý cược và tạm ứng cho cán bộ công nhân viên. Điều kiện áp dụng của nghiệp vụ này là phân hệ IP đã tạo chứng từ công nợ phải trả. Trên đây là các bước thực hiện lập một chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ. Một là tạo chứng từ chi tiền (payment draft). Hai là xác nhận chứng từ (payment). Và ba là tạo định khoản (credit accounting). Đầu tiên chúng ta tạo chứng từ chi tiền (payment draft). Các bạn vào phân hệ quản lý tiền, chọn chức năng payment và kích chọn. Chọn vào chức năng EVN Payment Draft. Đây là form nhập liệu của chức năng chi tiền có theo dõi đối tượng công nợ phải trả. Để lập chứng từ, các bạn thực hiện theo các bước như sau. Bước 1 là nhập các thông tin chung về thanh toán Payment Draft. Banner cao là tài khoản thanh toán. Các bạn kích vào nút 3 chấm để lựa chọn tài khoản chi cần chi là tài khoản ngân hàng hoặc là quỹ tiền mặt. Xong các bạn nhấn OK, nhấn Tab. Trường tiếp theo là trường LAT 5M là số chứng từ được tạo ra gần nhất. Khi các bạn chọn banner cao thì hệ thống sẽ cập nhật cái số chứng từ gần nhất ở đây. Các bạn nhấn Tab. Payment date là ngày lập chứng từ. Các bạn chọn ngày lập chứng từ. Trường tiếp theo là number là số chứng từ. Các bạn nhập số chứng từ cần nhập. Đến trường currency, các bạn chọn loại tiền cần chi, Việt Nam đồng. Hoặc ví dụ là trường hợp ngoại tệ, các bạn kích vào dấu 3 chấm để lựa chọn ngoại tệ cần chi. Trường hợp chi ngoại tệ, các bạn phải chọn rate type là để chọn loại tỷ giá. Ở đây các bạn chọn là tỷ giá người dùng nhập là user. Xong các bạn nhấn Tab để nhập tỷ giá cần thanh toán. Đây là trường hợp chi ngoại tệ. Trường hợp là chi tiền Việt Nam đồng thì hệ thống mặc định tỷ giá là 1. Tiếp theo là trường amount là tổng số tiền chi. Ở đây các bạn có thể nhập hoặc nếu không nhập thì hệ thống sau khi lưu chứng từ hệ thống sẽ tự cập nhật tổng số tiền từ các dòng chi tiết ở dưới. Các bạn nhấn Tab sẽ xuất hiện màn hình nhập thông tin bổ sung DFF. Trường Intercompany dùng trường hợp các bạn theo dõi đối tượng chi tiết của tài khoản thanh toán, ví dụ như tài khoản chuyên thu, hoặc tài khoản chuyên chi, hoặc tài khoản dùng cho xây dựng cơ bản, hoặc tài khoản dùng cho sản xuất kinh doanh. Nếu không theo dõi, các bạn bỏ qua bước nhập này. Ví dụ như tài khoản NH001 đang theo dõi chi tiết theo đối tượng là tài khoản chuyên chi hoặc là tài khoản chuyên thu thì các bạn nhấn chọn chi tiết đối tượng ở đây và nhấn OK. Nếu tài khoản chi là tài khoản ngân hàng thì các bạn chọn nhập thông tin lên ủy nhiệm chi. Đây các bạn chọn thông tin ủy nhiệm chi. OK. Receiver, đây các bạn sẽ nhập tích vào dấu 3 chấm để nhập thông tin người nhận tiền. Ví dụ như là công ty nhiệt điện Cần Thơ. Các bạn nhấn OK. Vào bank name là ngân hàng nhận tiền. Các bạn tích vào dấu 3 chấm. Banner cao là tài khoản nhận tiền. Các bạn tích vào dấu 3 chấm. Còn địa chỉ ngân hàng nhận sẽ mặc định theo ngân hàng nhận tiền. Hệ thống sẽ mặc định vào ngân hàng nhận tiền. Xong các bạn nhấn OK. Bước tiếp theo là nhập thông tin nhà cung cấp supplier. Receiver là tên người nhận tiền. Trường hợp các bạn chi bằng tài khoản tiền gửi ngân hàng, hệ thống đã mặc định lấy thông tin người nhận tiền từ bước chọn ủy nhiệm chi. Còn trường hợp chi tiền mặt, các bạn nhập tên người nhận tiền, chỉ người nhận tiền. Và supplier là tên nhà cung cấp
Các bạn tích vào dấu ba chấm để chọn tên nhà cung cấp. Ví dụ như báo, đây là báo Quân đội Nhân dân. Các bạn ok. Supplier number là mã nhà cung cấp được khai báo ở IP, và size là địa chỉ nhà cung cấp cũng được khai báo ở IP. Các bạn tích vào dấu ba chấm. Remit to account là tài khoản nhà cung cấp. Trường hợp thông tin này được khai báo ở IP thì phân hệ CM sẽ được thừa hưởng thông tin. Tiếp theo, đến nhập thông tin chi tiết cho hóa đơn cần thanh toán. Các bạn đưa chuột đến trường invoice number và tích vào dấu ba chấm. Hệ thống sẽ liệt kê tất cả các hóa đơn cần thanh toán cho nhà cung cấp báo Quân đội Nhân dân. Các bạn chọn hóa đơn cần thanh toán. Nhấn OK và nhấn Tab. Tiếp theo, các bạn nhập số tiền cần thanh toán vào Payment Amount. Lưu ý số tiền cần thanh toán không thể lớn hơn cái số tiền của hóa đơn. Ví dụ như hóa đơn này, số tiền thanh toán hóa đơn này là 90 triệu thì số tiền thanh toán không vượt quá 90 triệu. Ví dụ tôi nhập 91 triệu. Hệ thống sẽ không cho phép nhập. Các bạn phải nhập lại số tiền cần thanh toán ở đây nhỏ hơn 90 triệu. Tiền Hiểu chưa? amount là số tiền quy đổi ra Việt Nam đồng. Trường hợp này chúng ta đang chi tiền Việt Nam đồng nên tỷ giá là 1. Functional amount ở đây chính là bằng 9 triệu. Còn trường hợp các bạn chi tiền là ngoại tệ, tỷ giá các bạn nhập ở đây thì functional amount sẽ bằng số tiền nguyên tệ nhân với tỷ giá. Discount là chiết khấu, trong trường hợp có theo dõi chiết khấu thì các bạn nhập ở đây. Unpaid amount là số tiền còn lại của hóa đơn. Còn đây là tài khoản đối ứng của tài khoản tiền. Trường hợp này là 33181. Tiếp theo, các bạn nhập nội dung thanh toán vào trường description. Trường hợp các bạn thanh toán cho nhiều hóa đơn thì các bạn kích chuột vào dòng tiếp theo và lần lượt nhập các trường thông tin như ở bước trên. Khi đã hoàn thành tạo chứng từ trên, các bạn nhấn nút Save để lưu chứng từ. Bước tiếp theo, các bạn in ủy nhiệm chi. Các bạn vào report, chọn ủy nhiệm chi. Đây là ủy nhiệm chi đã được in ra dạng Word. Tương tự, các bạn thực hiện in phiếu chi ngân hàng hoặc phiếu chi tiền mặt. Bước 2, xác nhận chứng từ payment. Sau khi tiền đã ra khỏi quỹ, các bạn phải thực hiện xác nhận chứng từ có hiệu lực bằng cách các bạn thực hiện đẩy chứng từ chi tiền từ form payment draft vào form payment. Các bạn nhấn vào nút payment. Sẽ xuất hiện thông tin cần nhập. GL date là ngày hiệu lực của chứng từ. Các bạn lưu ý ngày hiệu lực phải thuộc kỳ AP đang mở và ngày hiệu lực phải bằng hoặc sau ngày lập chứng từ. Ví dụ là 020116. Payment rate là tỷ giá. Ở đây đang chi tiền Việt Nam đồng thì hệ thống mặc định tỷ giá là 1. Trường hợp là ngoại tệ thì các bạn cần nhập tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xác nhận hiệu lực chi tiền. Function amount là số tiền quy đổi ra Việt Nam đồng. Sau các bạn nhấn OK. Chứng từ đã được đẩy vào form payment. Bước 3 là tạo định khoản Credit Accounting. Để tạo định khoản cho chứng từ chúng ta vừa nhập, các bạn chọn Action. Các bạn chọn Credit Accounting thì có 3 lựa chọn: Draft, Final và Final Post. Draft là định khoản nháp. Final là định khoản chính thức nhưng chưa lên sổ tổng hợp GL. Final Post là định khoản chính thức và đã lên sổ tổng hợp GL. Các bạn nhấn OK. Chứng từ đã được định khoản draft thành công. Để xem bút toán định khoản, các bạn vào Tool và chọn View Accounting.
Trên màn hình là các bút toán định khoản mà chúng ta đã lập ở các bước trên. Các bạn lưu ý khi chứng từ đã hoàn thành ở form payment nhưng chưa tạo định khoản thì các báo cáo CM sẽ không lên dữ liệu của chứng từ này. Và để kiểm soát số liệu các chứng từ này thì các bạn có thể tham khảo ở bài giảng tiếp theo về bài giảng hướng dẫn kiểm soát số liệu trước khi đóng kỳ. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách sửa, xóa, hủy chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ. 1. Sửa chứng từ. Điều kiện để sửa chứng từ là chứng từ đang lưu trên form payment draft. Các thông tin có thể sửa là ngày lập chứng từ, số tiền, thông tin lên ủy nhiệm chi, thông tin phiếu chi, hóa đơn thanh toán. Thông tin không thể sửa là tài khoản thanh toán hoặc nhà cung cấp. Thứ hai là xóa chứng từ. Trường hợp chứng từ đang lưu trên form payment draft có các sai sót về thông tin tài khoản thanh toán, sai nhà cung cấp hoặc thừa chứng từ. 3. Hủy chứng từ. 3. Hủy chứng từ. Trường hợp chứng từ lưu ở form payment nếu có sai sót các bạn không thể sửa xóa được, chỉ có thể hủy chứng từ. Tôi xin hướng dẫn từng trường hợp. Trường hợp 1. Sửa chứng từ. Các bạn vào form payment draft, chọn chứng từ cần sửa bằng cách ấn F11. Đến trường number, các bạn nhập số chứng từ cần sửa. Ví dụ tôi muốn sửa chứng từ AB01, tôi nhập AB01 và ấn Ctrl F11. Các thông tin có thể sửa là ngày lập chứng từ, số chứng từ hoặc là thông tin lên ủy nhiệm chi. Thông tin lên ủy nhiệm chi hoặc là các bạn có thể sửa lại, chọn lại hóa đơn thanh toán. Ví dụ tôi muốn sửa ngày lập chứng từ, các bạn đưa chuột tới trường cần sửa và nhập số nhập ngày cần sửa 040216. Hoặc các bạn có thể sửa số chứng từ, các bạn có thể sửa hóa đơn thanh toán. Các bạn kích vào dấu ba chấm và chọn lại cái hóa đơn các bạn cần thanh toán và nhấn OK. Sau khi sửa lại chứng từ thì các bạn nhấn Save để lưu cái bước thay đổi này. Trường hợp thứ hai là xóa chứng từ. Khi các thông tin sai sót là tài khoản thanh toán hay là tên nhà cung cấp thì các bạn không thể sửa chứng từ và các bạn thực hiện xóa chứng từ. Các bạn thực hiện xóa chứng từ bằng cách tìm kiếm lại chứng từ cần xóa. Ví dụ như tìm kiếm chứng từ AB01, xong các bạn nhấn vào nút Delete để xóa chứng từ và các bạn lưu cái thao tác vừa xóa. Trường hợp thứ ba là hủy chứng từ. Các bạn vào form payment và thực hiện tìm kiếm lại chứng từ cần hủy. Các bạn nhấn F11 và kéo màn hình vào cuối màn hình vào biểu tượng hai móc vuông, các bạn kích vào. Ở đây có trường payment information thì các bạn chọn số chứng từ ở trường document number. Ví dụ tôi muốn hủy chứng từ AB. Tại trường document number, các bạn nhập AB002, nhấn OK và nhấn Ctrl F11. Đây là số chứng từ cần hủy. Để hủy chứng từ này, các bạn vào Action và chọn Void để nhập date là ngày, các bạn chọn ngày lập chứng từ, GL date là ngày chi, ngày hiệu lực của chứng từ và None là không ảnh hưởng đến hóa đơn cần thanh toán. Sau đó các bạn nhấn OK. OK. Để định khoản cho bút toán vừa hủy, các bạn vào Action và chọn Credit Accounting. Ở đây có 3 lựa chọn: Draft, Final và Final Post. Draft là định khoản nháp, Final là định khoản chính thức nhưng chưa lên sổ tổng hợp GL, còn Final Post là đã định khoản chính thức
và lên sổ tổng hợp GL. Các bạn chọn định khoản và nhấn OK. Định khoản được draft của bút toán hủy đã được định khoản thành công. Các bạn nhấn OK. Để xem bút toán định khoản, các bạn vào Tool và chọn View Accounting. Các bạn ra màn hình web để xem bút toán định khoản. Trên đây là bút toán định khoản của chứng từ chúng ta vừa hủy xong. Trên đây tôi đã giới thiệu xong cho các bạn về cách lập chứng từ và cách sửa, hủy, xóa chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.